Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 26 tháng 8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua các nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, với 432 trên 432 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 89,81% tổng số đại biểu quốc hội. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, 66 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, ông có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ luật, Đại học An ninh, cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông Nguyễn Hòa Bình từng giữ nhiều cương vị trong ngành công an như Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Bộ Công an. Ông sau đó làm Phó Bí Thư, Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 8 năm 2011, ông làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và giữ cương vị này gần 4 năm trước khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ tranh án Tòa án Nhân dân tối cao vào tháng 4 năm 2016 tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước, 61 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông đã có 27 năm công tác tại Nghệ An và trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Cửa Lò, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, 62 tuổi, quê ở thành phố Hà Nội, trình độ là thạc sĩ quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh từ tháng 4 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Bùi Thanh Sơn từng giữ nhiều chức vụ tại các cơ quan của Bộ Ngoại giao như Phó vụ trưởng, Phó giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, vụ trưởng Chính sách đối ngoại, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đến tháng 1 năm 2016, ông được phân công làm Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và giữ cương vị này gần 5 năm. Trước khi trở thành bộ trưởng ngoại giao vào tháng 4 năm 2021. Trong tuần qua, Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao cùng các địa phương đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt. Trong đó, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng ban kinh tế trung ương. Bộ Chính trị cũng có quyết định điều động, phân công ông Mai Văn Chính, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương làm trưởng ban dân vận trung ương. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Thiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Hữu, phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng. Đại tá Lê Xuân Bình chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7 Bộ Quốc phòng. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1 tháng 9. Tại Hà Nội, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao có quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp Đinh Ngọc Huân, tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Phó tranh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tại Lâm Đồng, kỳ họp lần thứ 17, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tại Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2024. Tại Điện Biên, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 13 đã hiệp thương cử 78 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa 13. Ông Mùa A Vàng, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Gia Lai, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại hội đã hiệp thương cử ra 8 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Minh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 11. Tại Kiên Giang, ông Lê Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa 10 tái đắc cử Chủ tịch khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã có quyết định điều động ông Đỗ Thái Dương, 55 tuổi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư đã có quyết định về việc chuẩn y nhân sự tham gia Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 với 4 nhân sự. Những người này gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, thành ủy viên, trưởng Ban dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 1, thành ủy viên, trưởng Ban tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Văn Thị Bạch Tuyết và thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Thành Kiên. Tại tỉnh Tây Ninh, Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định luân chuyển, chỉ định bổ sung ông Trần Lê Duy, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư huyện ủy Tân Biên. Tại Đồng Nai, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tại Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Thanh Dũng, cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đến công tác tại cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, giữ chức vụ cục trưởng cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn nêu rõ, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc sôi nổi với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, đến thời điểm này đã hoàn thành toàn bộ nội dung. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đã nêu một số nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm liên quan trực tiếp đến trách nhiệm chính của các bộ ngành để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bộ Công an cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, triển khai toàn diện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ công thương cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo an toàn an ninh năng lượng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu sớm có phương án xử lý trong dài hạn việc thực hiện bảo quản riêng về xăng dầu dự trữ quốc gia chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn nêu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về nhãn hiệu thương hiệu nông sản chủ lực thực hiện tốt công tác dự báo chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai hạn hán xâm nhập mặn bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn những chính sách chưa được triển khai tại nghị quyết số 08 của bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bộ Nội vụ hoàn thành việc sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư và quản lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp chủ động ra soát, dự kiến các nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện làm cơ sở đề xuất xây dựng định hướng chương trình lập pháp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về chất vấn với những yêu cầu cụ thể từng nội dung, nêu rõ thời gian thực hiện, hoàn thành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần đề cập đến vai trò quan trọng, yêu cầu cấp bách trong việc đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phiên chất vấn hôm nay cũng là góp phần tích cực trong việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ yêu cầu rất quan trọng đó.